Chương trình thời sự nối tiếp với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội thảo về các giải pháp để đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng chủ trì hội thảo. Cùng dự có các chuyên gia, diễn giả và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tích cực triển khai nhiều chương trình chính sách hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Điển hình là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Bước đầu hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh cơ bản hình thành, nhiều doanh nghiệp mới được thành lập, nhiều dự án khởi nghiệp có dấu ấn đổi mới sáng tạo, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ. Tại hội thảo về các giải pháp để đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, phân tích nhiều vấn đề của hệ sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội, góc nhìn từ thành phố Hồ Chí Minh và liên kết Bà Rịa Vũng Tàu. Ba điều tôi rất là mong muốn là cá nhân tôi khi mà trước khi đến đây thì tôi đã rất mong muốn đặt ra. Thứ nhất là thực sự mong muốn Bà Rịa Vũng Tàu là nơi đáng sống nhất ở vùng Đông Nam Bộ. Không cần quá nhiều cao ốc, quá nhiều cửa hàng, quá nhiều khách du lịch hay người nước ngoài. Cái thứ hai là tôi mong muốn Bà Rịa Vũng Tàu là nơi quy tụ và tập hợp được các cái doanh nghiệp quy mô lớn. Khi nào có càng nhiều các cái doanh nghiệp quy mô lớn ở đây thì tất cả cái hệ sinh thái sẽ hình thành và đi theo để phục vụ toàn bộ cái môi trường kinh doanh. Và cái thứ ba là Bà Rịa Vũng Tàu để cho cái môi trường phát triển dài hạn thì phải là nơi có đào tạo được cái nguồn nhân lực công nghệ tốt nhất ở miền Nam và ít nhất là tối thiểu vùng Đông Nam và Tây Nam Bộ. Càng năng suất càng hiệu quả thì càng tốt. Và ngay từ cái tư bộ máy đã cái điều chúng tôi muốn làm đây là ứng dụng công nghệ thông tin để có thể biết được nhu cầu và lập công tác là hoạch định. Trong nghề logistics thì một trong những việc khó khăn nhất là việc hoạch định. Nếu chúng ta không biết được nguồn hàng từ đâu, giá cả bao nhiêu, thời gian bao nhiêu, điểm đến là chỗ nào, rất cụ thể như thế thì không bao giờ mà dòng hàng nó đi được. Thì một cách cụ thể thì tôi mong rằng là có thể xây dựng một cái đề án về một cái trung tâm ươm tạo chuyên về logistics. Đấy là cái mà nó là một cái hệ sinh thái lớn nhỏ trong một cái hệ sinh thái lớn của cái tỉnh chúng ta. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cao những bài tham luận được trình bày tại hội thảo. Bà Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh, các tham luận đã nêu được thực trạng vấn đề trong tình hình hiện nay của quốc tế và trong nước, trong đó có tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nêu lên được những giải pháp để tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Khởi nghiệp sáng tạo là xu hướng khách quan. Thì trong cái phần xu hướng khách quan đó là về phát triển kinh tế xã hội và chúng ta thực hiện cái nền công nghiệp 4.0 nó phải song hành với nhau. Cái thứ hai nữa là xu hướng khởi nghiệp sáng tạo chúng ta đặt ra trên lĩnh vực nào. Thì đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì gồm trên các lĩnh vực đó là bốn cái trụ cột tỉnh ủy đã đề ra. Đó là công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ta phải có cái cơ sở đó để chúng ta có cái giải pháp. Hội thảo về các giải pháp để đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những buổi hội thảo được tổ chức theo chỉ đạo của tỉnh ủy để đúc kết và tìm ra những giải pháp đưa vào báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025. Nếu như chúng ta cổ vũ cho người ta là thì hãy điên rồ